Nhưng mà bạn chị bị lám lặng hơn chị rất là nhiều, mặt đen lắm. Thì điều trị có lâu không? Bạn chị có gần đây không? Bạn chị thì cũng ở cách đây tầm chục cây cơ. À, chục cây thì chứng tỏ là cái khoảng cách đi lại của mình nó không thuận tiện. Có rất là nhiều chị em ấy thắc mắc là điều trị nám có lâu không, mà bởi vì cái này nó do tính từng người. Có những người thì thích là cứ từ từ thì cũng được, an toàn. Nhưng có những người thì phải nhanh, hoặc có những người ở xa không đi được. Thì đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều chị em quan tâm. Thế thì chia sẻ với các chị đấy là cái thời gian điều trị nám thì nó có thể thay đổi được nhá. Nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố này này. Thứ nhất là cái loại nám của bạn chị. À, bạn chị có thể là bị nám chân sâu, nám mảng, tàn nhang, nám hỗn hợp hay nám khói, thì chị cứ phải bảo bạn chị chụp lại ảnh cho gửi cho bọn em, thì bên em sẽ phân tích được ra là nám này nó đang ở tầng nào, tầng trên cùng hay tầng bên dưới. Thì bao giờ ở trên cái tầng bề mặt thì điều trị nó cũng nhanh hơn. Tầng bên dưới mà muốn điều trị nhanh ấy, thì đương nhiên là mình sẽ phải bắn tổn thương, bắn mạnh, thì lúc đấy là mình chấp nhận là có chấp nhận là nó hơi bị đỏ lên một chút không. Cái thứ hai đó là điều trị nám nó nhanh hay không, nó phụ thuộc vào cái mức độ nám. Cái mức độ nám tức là sao, nó nặng hay nó nhẹ, nó phụ thuộc là độ rộng hay độ sâu của chân nám. Ví dụ như em vừa chia sẻ đấy, cái nám hori thì chân nó rất là sâu, hoặc là một số chị mà dùng nhiều phương pháp lột tẩy rồi thì cái chân nó cũng rất là sâu. Cái nám đấy nó đã phủ rộng toàn mặt chưa? Nó càng rộng thì nó thời gian điều trị nó sẽ bị kéo dài hơn chút. Cái yếu tố thứ ba quyết định cái thời gian đó là cái phương pháp mình lựa chọn để điều trị cái tình trạng da, thì có rất là nhiều cái phương pháp khác nhau. Bao gồm thứ nhất là sử dụng cái kem để nó chống tái nám này. Thứ hai đó là sử dụng các cái loại thuốc uống để làm giảm cái sự sản xuất melanin, rồi dùng laser hay phi kim hay lăn kim, hay là dùng các cái loại kem làm bong chóc hay là chống TCA, hoặc là những cái loại viên uống nội tiết, viên uống ức chế nám, rất là nhiều phương pháp. Và phụ thuộc cả vào cái sự tuân thủ chăm chỉ của các chị đi điều trị nám nữa. Thì điều trị nám nó là một quá trình rất là dài, và nó có thể kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng, hoặc thậm chí rất là nhiều tháng với những cái phương pháp trước đây nha. Nhưng mà hiện tại ở Thẩm Mỹ Sen thì đã cập nhật một cái phác đồ mới nhất bây giờ, đó là cái điều trị nám một lần duy nhất. Hiệu quả nó có thể lên đến 60-80% ngay chỉ sau một lần đầu tiên rồi. Và các chị hoàn toàn có thể điều trị tại nhà mà không mất nhiều cái thời gian đi lại, đặc biệt là với các chị ở xa. Và không chỉ là xử lý được cái tình trạng nám mà nó còn cải thiện cả cái cấu trúc da, nó khỏe, nó căng, nó bóng da. Chị em mà quan tâm ấy thì có thể là inbox trực tiếp cho cái fanpage của bên em, thì bên em sẽ tư vấn cụ thể cho các chị.